Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập toán lớp 2 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 7 cộng với một số, 6 cộng với một số. Bài số 1 viết vào chỗ chấm. Gộp cho đủ đủ chục hay là đủ 10. Rồi cộng với số còn lại. Như vậy chúng ta sẽ có là 7 ta cộng với lại là 5. Như vậy 7 chúng ta cần cho đủ chục thì chúng ta sẽ là 3. 3 cộng bên này là 2. Vậy chúng ta sẽ tách 5 này ra. Tách nó ra là 5. Thành ra là 3 và 2. Tách 5. Rồi số sau. Rồi. Cái này chúng ta sẽ 6. 6 thì chúng ta sẽ cần là 4 cho đủ 10. 1. Rồi tách con số 5 này ra. Tách con số 5 ở số sau. Giờ chúng ta sẽ có là 7 là cộng 3 là bằng 10, 10 là cộng 2 là bằng 12. Như vậy là 7 cộng 5 là bằng 12. 6 là cộng 4 là bằng 10, 10 là cộng 1 là bằng 11. Rồi chúng ta tương tự chúng ta sẽ làm bài số 2 tính nhẩm. Như vậy đây 7, 7 như vậy chúng ta cần 3, thì đây là 3 ta cộng với lại là 3. 7 cộng 3 10, 10 ta cộng 3 là bằng 13. 6, giờ chỗ này chúng ta sẽ cần là 4 đúng không? 4 là cộng với lại 2. 6 4 10, 10 cộng 2 là bằng 12. 7, 7 vậy chúng ta sẽ cần là 3. 3 vậy còn này là 5. Vậy là 7 cộng 3 10, 10 cộng 5 là bằng 15. 7 là cộng cho 4. 4 là chúng ta sẽ cần là 3 và 1. Vậy là bằng 10, 11. 5 này chúng ta sẽ tách là 4 cộng 1. 6 cộng 4 10, 10 cộng 1 là bằng 11. 9 này chúng ta sẽ cần là 3 và 6. 6 cộng 4 chứ 4. 4 là 5. 6 4 10, 10 cộng 5 là 15. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 3. Làm theo mẫu, chúng ta sẽ có là gì đây? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bên này chúng ta sẽ cộng với 1 2 3 4 5 6. Ta bóc hai cái này qua đây được đủ chục. Như là 10, 10 ta cộng với còn lại là 1, 2, 3, 4. Như vậy là 10 ta cộng 4 là bằng 14. Như vậy là 8 ta cộng với 6 là bằng 14. Rồi tương tự chúng ta xem. Bài này thì chúng ta sẽ là cần là 3. 3. Bỏ này qua. Rồi đây. Như là đủ 10. 10 ta cộng với lại 1, 2, 3, 4. 4. Như vậy trước tiên thì chúng ta sẽ có là bao nhiêu đây đã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 này. Ta cộng bên đây bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Như vậy chúng ta sẽ bóc 3 này qua đây là đủ là 10. 10 đây là 4 là 10, 14. 10 ta cộng với 4 là bằng 14. Rồi bên này chúng ta xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ta cộng với lại bên này là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bằng bao nhiêu? Ta bóc một cái này qua đây. Nhà đây đủ 10. 10 đúng không? 10 ta cộng với lại 1 2 3 4 5. 10 ta cộng 5 là bằng 10, 15. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4. Tính rồi đi theo các kết quả là 14 để đến chùm voi. Để chúng ta tính 6 cộng 6 là bằng 12. Đây là 14. Đây là bằng 13. Đây là bằng 14. Đây là bằng 14. 3 cộng 5 là bằng 12. Đây là bằng 14. Này là 14. 14 7 4 11 9 5 14 15. Này là bằng 16 11. Rồi người ta yêu cầu là làm gì đây? Tính đầu đi theo các kết quả là 14 để đánh trùng voi. Như vậy thì đây
À, bạn này ở đây xuất phát từ đây. Xuất phát từ đây. Đây thì chúng ta sẽ đi theo 14 đây. 14 đây rồi. Chúng ta sẽ qua đây. Đây lên đây. Đây đây. 14 muốn lại đây. À, lại đây. À, lại đây. Đây. Rồi, phải vẽ lại ha, đây lại đây. Này nó trùng màu rồi. Trùng màu khó, đây, đây tới đây. Ở đây. Đây đây. Đây đây là đó có đây có 14 nữa nhưng mà 14 đây là nó bị biết đường rồi. Đây 14 biết đường rồi, không có đi được nữa. Cho nên chúng ta sẽ đi qua đây. Dòng đây. Dòng đây dòng xuống đây. Dòng lại đây. Dòng đây. Rồi, đi đến trùng voi. À, trùng voi dưới này. À, chỗ này mới nãy thầy có nói nhưng mà bị che mất cái khi quay thì bị che đây. Đây xuống đây thì bị biết đường rồi. Đây cũng là đường 14 nhưng mà đây là biết đường rồi. Cho nên chúng ta phải chọn đường bên này. À, chọn bên đường bên này thì chúng ta sẽ dòng qua đây. Dòng qua đây thì chúng ta dòng lên đây thì đó tới chỗ trùng voi. Rồi chúng ta qua bài số 5. Viết số tích hợp vào dấu chấm. À, 8 ta cộng với 7 là bằng 15. 7 ta cộng với 5 là bằng 10, 12. À, đây là 9 ta cộng với lại 4 là bằng 13. 8 ta cộng với 8 là bằng 16. 9 ta cộng với lại là 5 là bằng 14. 6 ta cộng với 5 là bằng 11. Bài số 6. Vẽ thêm để mỗi chú bò rùa có 15 chấm tròn. Để chúng ta xem bao nhiêu chấm tròn ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9. 9 như vậy thì chúng ta sẽ cần lại là 6 nữa. 9 là chúng ta đánh tiếp nè. 9 đúng không? 10, 11, 12, 13, 14. Và 1 chấm tròn nữa. Một chấm tròn nữa thì chẳng hạn như nằm ở đây này 15. Đếm lại thử nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 chấm tròn. Rồi cái này là bao nhiêu rồi đây? 15 mà chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 như vậy chúng ta cần 8 nữa. 7 rồi đúng không? 8 đến tiếp này, 9 10 11 12 13 14 15. 15 mà bây giờ đây là bao nhiêu ở đây? 1 2 3 4 5 6 7 8. À, chúng ta đếm tiếp 9 10 11 12 13 14 15. Yeah. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.